quánh đỏ đó thời gian. Cái thời xã hội này nó ghê quá. Dạ. Xã hội của Việt Nam thì cũng ghê nữa. Dạ, bữa nay giống như đi lại xe mà ngay cái đèn đỏ ha, khách con dừng ngay đèn đỏ thì hôm tới mới hẳn đập kiện lấy sách tiền everyday luôn in Chứ Úc không rồi. tới nhà ông Lê Bình Dương, cái chỗ đó là full security mà người ta, cái Starbucks cái bên, người ta bước ra bước vô, mà người mua Starbucks ra đứng, thấy Mỹ đen nó đập cửa, người ta cũng lén lén vô xe, người ta dọn nữa, người Trời ta cũng ơi, không dám làm gì không nữa, nghe giống người ta được. sợ nó luôn rồi đó. Tức là không có kêu cảnh sát cũng chẳng làm gì luôn, để là an thân luôn. Bây giờ ốc lên nó như vậy đó. Khách của con là giật lại và xong hằng lấy súng ra, hằng chỉ súng ra với khách con không làm bữa ngày luôn á sư phụ, everyday luôn Sư ở Úc phụ, này. tại vì bệnh nhân của con, cái anh đó, anh là cảnh sát của San Jose, chính ảnh cũng nói là cảnh sát bây giờ không đủ cảnh sát, ngay cả có tiền cũng không kiếm được cảnh sát. Sau cái trận mà sau khi bầu cử năm 2020 nữa là bắt đầu người ta thấy nản rồi, người ta không muốn gia nhập cảnh sát nữa. Chính thì nói với con Cái mục đích chính là gì không biết không? Bữa nay ông Trump là chính thức được ứng cử tổng thống người. của ông Trump, sẽ ra đấu với con mèo. Thằng mèo nó mù mù thì con nghĩ cọp thắng, thằng mèo thắng biết rồi. Thứ nhất, thứ hai, tại sao con mèo nó phải dùng những chính sách defund Buddhist, và đồng thời nó 1.000 đồng không có tội phạm, rồi những tiểu bang Texas con mua súng con dắt người cũng giống như dắt khúc cày, không ai cản trở con, lại không có tội phạm. Còn tiểu bang Cali á, đủ luật hết trơn, nó vô nhà mình nó, trừ khi nó tấn công mình mới được bắn nó, còn nó quay lưng cũng không được bắn nó nữa. Thế là sao? Tức là nó cố tình cho tội phạm để chi? Để nó lấy cái lá phiếu thôi, mục đích nó chỉ là lá phiếu thôi, còn nó bất chấp thủ đoạn để mà nó diệt luôn cái đảng Cộng hòa không còn tồn tại ở nước Mỹ, chỉ là độc đảng Độc là đảng đảng. dân chủ. Mục đích cuối cùng nó là vậy, chứ không phải nó ngu nó không biết đâu không. Nó làm chuyện động trời, giống như là nó thay vì nó chia ra hai quốc gia, bên giống như thời thời 800 mấy, thời Nam Bắc Mỹ mà chiến tranh vậy, nó không có chia nữa, mà giờ chơi vậy đó, dùng mưu kế chơi cũng y như thời xưa vậy. Cách đây khoảng 10 năm trước, nữ thần tự do đó là mẹ của châu Mỹ, sư phụ nói chuyện được với mấy mẹ, tức là Việt Nam mình hay thờ gọi là mẫu năm châu á, thì cái mẹ châu Mỹ tóc vàng đẹp lắm, hiện về ngay trong nhà bữa trước, lúc đó sư phụ ngồi đó, cái mẹ mới nói là thái tử có biết nước Mỹ này cũng có cái nghiệp của nó ác quá, tạo xúc đạn cho ta bắn mà sao mấy, còn đừng tưởng mà anh thành ở sao suối, giống như tổng cục 2, tổng cục 5 mới xúi xúi mấy thằng ở Mỹ đâu biết gì đâu, nhận theo lệnh làm theo mission, bộ trưởng trời Phật không biết hả? Cái thằng làm thì dĩ nhiên là bị ở Tội. trên chảm, cái thằng kia là chảm cả dòng họ nữa đó, ở trên biết hết, chứ đừng có tưởng âm thầm rồi cái nhắn cái tin cái là ở dưới này người ta không biết. Vậy mấy thằng mafia có thằng nào sống họ đâu. Thì lúc đó mẫu mới nói nước Mỹ này thấy nó vậy nhưng mà nó là đại nên sẽ bị chia làm đôi. Thì hồi xưa bắt Mỹ đen á làm nô lệ, bữa nay á, giống như cái nghiệp mà cái gì bất cứ cái gì nó cũng có cái nghiệp của nó đó. Cái thụ nghe vậy cái thụ buồn, tại vì thụ từ bi mà cúng trần cái gì cũng dễ xúc động á. Cái thụ mới nói vậy có cách nào để cứu vãn, tại vì lúc đó thụ cũng chưa có hiểu sâu về về chính trị hay là thiện với ác, hiện giờ là giữa thiện với ác, chánh với tà đang đấu nhau, thụ cũng chưa có rành nữa. Cái thụ chỉ nói con qua đây hồi nhỏ giàu sao cái thành phố này nó giúp cho con có công việc làm, có một chút tiền rồi bắt đầu mới mua núi rồi làm từ thiện, chứ còn ở những quốc gia khác đâu có thể nào mình có Thiên Long Sơn vậy được, cái mình cũng phải mang ơn cái nơi cho mình tạm dung. Nói là thì giống như mình phải khấn, thì lúc đó thường mới khấn xin cha, tại xin cha thì cha là người quyết định cuối cùng, cha cũng giống như là tối cao pháp viện, giống như bác Trọng hay là ông Biden ông Trump vậy đó, cha ok là ok. Sư phụ mới xin cha là cho nước Mỹ đừng có chia đôi. Thì từ đó cho tới ngày hồi mà 1 tháng 6 là mới có
có George Floyd, có Black Lives Matter. Trời ơi, sao hồi xưa mấy vị nói sao giờ trúng hết trơn. Xém chút xíu chia đổi. Tại nó đòi chia tiểu bang Texas ra đó. Dạ. À, cái nhưng mà nhờ thù khẳng, khẳng cái nước Mỹ hiện giờ á, tuy là nó không có chia đôi nhưng mà nó cũng phải trả một cái nghiệp gì. Thì bây giờ nó còn thấy là kinh tế đi xuống, Bullet defund, tội phạm lên. Cho nên mấy cái này là nghiệp hết. Con thấy chẳng nói đen đen nói trắng, nó coi luật pháp ra gì, nó coi trời Phật chẳng ra gì luôn. Ông Trump bị thưa gần 200-300 cú, nhưng mà những cái người mang sức mệnh của trời đó, người phàm không có hại được. Người nào hại người đó sẽ bị mất xác mất hồn, bị đọa địa ngục là thời nay là tội nhỏ thôi. Còn những cái người mà chống lại với lệnh trời đó, là mất xác mất hồn tại cái thời kỳ cuối rồi. Không có, không phải những cái nghìn năm gì trước, 100 năm gì trước. Giống như thiên việt này là của cha lập ra, nó giống như thiên tâm vậy, do thượng đế lập ra. Người nào mà có khởi tâm đi sẽ biết. Không phải là thua mấy hù, chủ phụ là người vô tư lắm, nít học lớp 4 mà biết gì, nhưng mà làm theo lệnh thôi. Để cúng 4.5 triệu đảng viên mà người nào mà ngăn cản, người đó sẽ không bao giờ, dòng họ và cái bản thân người đó không bao giờ có tương lai. Chủ dám nói một câu, xung quanh sư phụ có chết cả mấy nghìn thằng đó, thấy là tụi nó mấy gì nói. Bữa giờ rất nhiều người nó đâu có ưa mấy thằng từ Việt Nam á, không ưa Thiên Tâm á, đi kiếm chuyện rồi đó. Cái gì nói bị phạt quá trời luôn, đột tử á. Chỉ có người vô minh á, họ không có biết trời không biết đất, họ làm liều. Thì làm liều thì cũng giống y như cái gì, giống như Biden mà đụng với ông Trump vậy đó. Con mèo bây giờ đụng với con cọp. Giống như vậy thôi à. Thì nước Mỹ không có bị chia đôi, thì bây giờ mình mới còn ngồi đây hiểu đó. Không mà sống hai thế giới, rồi con tiếp cận được hai thế giới. Cái thế giới bên kia mấy chư Phật với hồi Hồng Thiên Sông Lúc dạy cho phụ nhiều. Thế giới này chỉ dạy sư phụ làm ba cái gì mặt thôi. Chứ có ai dạy sư phụ gì đâu. Nhưng mà có. Đó là những cái khổ dạy sư phụ, kinh nghiệm đời sống nó khổ. Mới thương nhân loại. Rồi khi từ không có gì thành ra có đủ thứ. Rồi không chấp theo cái đủ thứ, buông hết. Như Phật Thích Ca xưa vậy, buông hết. Có cũng như không, không cũng như có. Ăn nhà hàng sáu sao cũng giống như ăn chén cơm nước lạnh vậy. Nói cho bộ là cái này là chỉ ăn để sống chứ không có màng tới sống để ăn. Mà luyện được cái đó gọi là mình biết. Đồng thời mình biết bộ đang là làm nhiệm vụ cứu, không phải là cứu cái trái đất này, cứu nước Việt, cứu nguyên cái địa cầu này. Và chuyển cái địa cầu này thành ra một cái cách sống mới. Chứ không phải là bình chuyện bình thường, chỉ riêng nước Việt là bé tí thôi. Còn xoay chuyển nguyên cái địa cầu này một cái công thức mới để mà sống. Quan trọng lắm, giống như hồi kêu để dành lương thực. Rồi thụ lúc trước thụ 2K các bạn chuyện một đêm khuya đó. Chuyện một đêm khuya nghe tiếng nổ bàn trời đó. Thì bây giờ con thấy không, mỗi một 15 phút có một đứa nhỏ ở Hamas nó bị chết. Thấy khủng khiếp không? Rồi có phải là bây giờ mỗi một phút không có đồ ăn không? Tại tiên tri mấy vị nói là gì nè, thường thường á không ngồi mấy vị bàn luận đó. Mấy vị nói con lên mạng nói người ta chuẩn bị đồ ăn, sẽ có chiến tranh, sẽ có chết. Mấy vị chỉ nói như vậy. Cái sư mới hỏi là nước Việt hay nước nào, nói gì á là cả toàn thế giới, đúng không? Dạ. Nhưng mà tự vì sư phụ nói tiếng Việt mà. Dạ. Thì nước Việt cũng sẽ bị giống như là Hamas vậy đó, không phải là không bị đâu. Bây giờ con thấy ở Việt Nam bữa nay nè, ở ngoài Huế nó có dị tượng á. Dạ. Đóng mặt trăng á, với Hà Nội có hai cái mặt trời, đúng không? Dạ. Rồi Đà Nẵng cũng có hai cái mặt trời nữa, ghê không? Bữa nay bác thưởng mình lùi một bước để tiến ba bước.
Tại vì bên Thiên Việt mà cái đảng mà của do bề trên lập ra đó là chứa những người, cho những người thuận thiên bước vào, có hiểu không? Yeah. Thì nó mới có sự lẫn lộn, nó mới đem một cái dân tộc hòa bình. Nó không có thể một đảng Việt Tân hay đảng Hoàng Công Minh hay Quốc Dân Đảng hay là đảng gì gì Mỹ, nó vô nó giết nhau làm sao? Phải có người hộ đứng giữa không, làm cục độn để cho tụi mày đánh đánh vô mặt tao chứ. Nhưng mà cái đó là mấy vị nói là nó không có cái luật lệ. Thì vị thụ đã thuyết phục bữa giờ cả năm trời mấy ông HO, bây giờ mấy ông xìu rồi. Chuyện nó đúng á, không thù nữa. Chứ có ai làm được chuyện này, cho hộ đi miền Nam có lý đây. Mấy ông bây giờ ok á. Khỏi xưa chửi vừa cộng lắm, giờ chắc bớt rồi. Ông bố rồi nữa, ông mại rồi, xưa chửi dữ lắm, giờ bớt rồi. Thì xuống dưới sư phụ nói chuyện rõ ràng. Bây giờ mình lúc này là ông Trump ông lên, ông không thể nào để một nước Việt Nam cộng sản duy nhất trên thế giới. Tuy là bề trên biết, hiện bây giờ những người mà đang nắm chức vụ á, họ đang tìm muôn phương nghìn kế, cả trăm kế, cả triệu kế luôn mà nói vậy đó. Không bao giờ bỏ đảng, cũng giống như con vậy, đang mỗi ngày ngồi chơi giống như lá phơi gái để tiền máy vô á, bon 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 4-7 mà con có chịu ngưng không? Lòng tham thì họ cũng vậy thôi, họ không có cần biết là cái chuyện gì ngày mai. Nó cũng giống như con khỉ mà ham ăn kẹo á, cứ thọt tay vô ăn vậy đó, ăn à, ăn đến đó mà chết luôn vậy đó. Ở Việt Nam gì ở trên biết sao không biết, thì họ cứ theory thôi. Giống như cái tâm của mình có dạng luật sư trọng, nghĩ là giữ được đảng cách này cách kia, thôi kiếm người quá ám sát một kiệt nghe nó nguy hiểm, kiệt này là cứu đảng viên mà nó mình nguy hiểm, ngu dễ sợ. Bây giờ dân lại không ưa công an, mà một cái bức tường Bá Linh á, giờ bức tường Hà Nội mà ngã, dân nó tới nó gõ cửa, nó phải như ở Mỹ đâu. Trời ơi, ông nào làm chức gì ở nhà nào, dòng họ làm sao nó biết hết đúng không? Trời ơi, bển nó rành lắm, người Việt Nam mình đâu như người Mỹ. Rồi nó nghĩ nó không gõ cửa hả? Nó không có bỏ xăng vô chai nó ném vô nhà hả? Ai cứu? Thiên Việt cứu thôi. Nó vậy thôi, mà bây giờ mấy ổng là bắt đầu sợ, bắt đầu kiếm chuyện rồi này đó. Mình nói sau này lấy ăn báo oán cái gì nó khó lắm á. Mà cũng hơi ghét làm. Nó cũng y như phim I'm Not Alone á. Bởi vì phụ thường hay nói thằng Willy với con chó đó, mình giờ mình đi cứu một đám zombie vô mình ngu muội á, mà nó lại cứ đi cắn lại mình hoài á. Nó không có để yên. Còn á, thí dụ ngược lại, giống như bác Thưởng bữa nay xuống chức, nhưng mà mai mốt về á, sư phụ á, tới nhà phải không? Hè Thưởng, xưa ta cứu mạng mày ở nó nhỏ tuổi như phụ mạng đó mà. Ở anh Nhật phải không? Giờ mày ra mày lên mày dền cái mặt mày ra đi. Thì cái mình qua đây mình kêu mấy mắt ôi đưa cái mặt lên, hai cái mặt hai bên. Tao đứng giữa chụp hình cái. Rồi cái mày ra mày ứng cử không? Bên đây ra ứng cử. Dân bầu thôi, dân mà bầu mày mày đậu lại chức chủ tịch nước lại. Rất là president phải không? Tao là chỉ là thăm lên là để mà mang gọi là hồn điên sông núi với hội đồng chư Phật giúp nước Việt. Còn về mặt đời là tất cả người phàm có tài ra. Thiên Việt dịch nghĩa là gì đó? Là hội anh tài cho cha lập ra, cũng giống như thiên tâm chúng ta dẫn bên từ bi. Thiên Việt là cha, là do hồn điên sông núi với bề trên lập ra. Lập ra để hội anh tài. Chứ hội anh tài lâu nay thưa giải thích trong kinh nói là gì? Hội Hoàng Kim Thánh Đức, tức là hội Long Hoa đó. Chữ Thiên Việt dịch là hội Long Hoa đó. Còn Thiên Tâm là hội Long Vân đó. Thượng Đế lập ra mà bạn. Còn thằng nào mà chống lại với trà đi, ngon là chống đi. Bộ hội năm năm nay những sự việc xảy ra, những gì thường nói chúng hết, họ chưa trắng mắt hết. Chỉ có những cái con khỉ mà nó ham ăn á, nó cứ ăn thì nó không biết đây là lực người nó hợp cổ lúc nào á. À, lúc đó đừng có trách trời trách đất.
đích của Thiên Việt ra đời là để lập lại cái hội Long Hoa, để mà cho cái ác sau khi cái ác của thế giới nghe ra đi, và nước Việt không mãi mãi sẽ không có bị Trung Cộng ăn hiếp nữa, mãi mãi luôn á. Sau khi thu về lập một cái hiến pháp, lập lại thành một cái liên bang Đông Nam Á, là một nước hùng cường nhờ mạnh, nó không thể nào hiếp mãi mãi luôn. Mình có ăn hiếp lại nó hay không là do mình. Sau này mấy vị nói thù sẽ thu tổn rất là nhiều quốc gia, thành nước Việt mình không có nhỏ như vậy. Đó là lý do lúc mà thời làm Minh Mạng á, cha kêu phải clean up cái khúc dưới. Ở bờ trên nó giống như cầm cái cục gom về bôi 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 cái dĩa dĩa lại lại dưới này là thôi tốn 80 năm để mà làm vua, để mà tiêu diệt Chiêm Thành rồi. Bữa nay cha bôi bôi Miên, bôi bôi Lào, bôi bôi Miếng Điện, tại nó đang lông sổn mà. Rồi bôi bôi Mã Lai, Thái Lan đó. Thằng nào bây giờ thân Tàu á, thằng đó sau này là thành tiểu bang của nước Việt á. Cầm cục gom như giết chi vậy, bôi bôi thôi, dĩa dĩa trên trời gì. Bây giờ có phải là Campuchia đang là thân Trung Cộng không sư phụ? Nó đòi thằng nó mất nước lâu rồi, nước Việt mình còn chút xíu là tại vì bắt chồng còn nghe được kênh của sư phụ nên bắt chồng bắt tay với Biden năm ngoái. Còn cái nước miền nó mất rồi, Lào mất rồi. Chẳng qua là thằng Trung Cộng nó chưa tuyên bố là sáp nhập vô thành một huyện của nó. Nước Việt mình ít nhiều á, mấy ông nội này còn nghe được tiếng Việt Nam á. Mấy vị nói luôn á, không có sư phụ á là bắt chồng sáp nhập lâu rồi đó. Từ lúc sư phụ lên nói Trung Cộng chưa năm sáu bảy á, nào bắt đầu mới ngồi suy nghĩ nó trộn này nó trúng quá ta. Ủa bây giờ nghe tôi không có dựa được nghe cái xương sườn thứ nhất, vậy tôi còn Trung Cộng nó mạnh thế giới, đường tơ lụa đâu rồi? Rồi lưỡi bò nữa, lưỡi bò giờ là bị cắt lại, đường tơ lụa đâu? Ông trời ơi, chuyện gì kiện không nói trúng hết trơn á. Rồi nước Tàu đang giàu mạnh như vậy mà bây giờ đói, mấy ông phải suy nghĩ chứ. Tôi còn đang nói nữa đó, những người nào mà không có hiểu được biết thiên cơ, tức là sư phụ nói là thiên cơ, người nào nắm được thiên cơ thì vận dụng thiên cơ để mà tạo cái thời thế tạo nục, có biết được thời thế, biết được cơ vận nó xoay chuyển vận hành, thì mình dùng cái đó để mình tạo vừa có tiền vừa có công đức mà vừa thuận thiên, vừa cho gia đình của mình, cho bản thân mình, cho dòng họ mình, thì phải cõng kiệt này trên lưng mới đúng chứ không thể nào đạp kiệt này xuống bùng hoài. Nhưng mà có bao nhiêu người ấy, dù nghe thiên cơ thì tin mà thấy mặt kiệt thì thấy ghét. Tại cái tụi cái tâm của nó không có còn một chút gì gọi là tôn kính bờ trời Phật mà. Thời mạt pháp quỷ lộng hành chẳng kể thần tiên, hữu ít nhiều cũng là Bồ Tát sống. Thời nhất là như vậy, hồ chỉ là tiên thần tụi nó có kể. Bán thần bán tiên nữa. Sáng sớm nói chuyện tiếp tiếp rồi. Hiện bây giờ đó là tất cả các nước ở gần gần Việt Nam mình hiện nay đó họ quá khổ rồi, dân chúng tiêu điều, nhà cửa phố phường tiêu tan, thành ra hiện tại là một cái đống rác gọi là vĩ đại, mà ngày mà sư phụ đi về rồi đó mà những dẹp cái đống rác thôi là mất rất nhiều thời gian, thì sao sư phụ nghĩ chừng đâu lâu chậm 3 năm, mà cái đống rác 3 năm là tiền là dễ, tại vì mình có 100 triệu dân với một cái gia đình nhỏ xíu, mà trong khi nước mình là 6 triệu chất xám, cho nên 3 năm là không còn nghèo. Nhưng mà cái khổ cho phụ clip vừa nói đó là cái nạn vô nhân quá. Bây giờ cho nó tiền lẻ nó không có chịu vô tu hay sao, cho nên mình phải làm từ từ. Tại sao phụ dám bỏ đảm 3 năm là tới gì á, sau khi phụ tặng cái hãng của phụ á là nó có kết nối hết cái account, giờ phụ quen hết mấy CEO đây, cả Elon Musk hồi xưa bạn cho phụ mà, tụi nó không biết nữa. Thời nó nghèo nó không thiếu phụ 600.000 á, bây giờ nó giàu nó quên á, dễ nó quên thì nó phải vô ào không. Rồi đồng thời mấy đảng viên mình, hello con,
ăn hối lộ rồi thăng chức sang sao, hay là 42 tỷ của bà Vạn Thịnh Phát. Ok, giờ tôi thả bà ra, bà đóng thuế 35% cá nhân cho tôi. Tôi không có cần biết cái gốc gác nữa. Tức là mình phải làm một cái mới gọi là xóa bỏ hận thù. Còn mình chi cứu gốc gác hả? Nổi cái thời gian mình chi cứu 10 năm rồi cứ tối ngày ra tòa hoài. Cả thế giới lên màn hình nước Việt Nam coi ra tòa hoài á. Làm sao cho Hữu có mặt mũi đi ngoại giao? Cho nên mình phải tính khôn. Mình đã cut loss. Ở Mỹ, người khôn nhất là biết cut loss. Cut 1.000 tỷ. Hút máu mẹ nước Việt đi dẹp bên đi. Để mình đem 10.000 tỷ sao? Mới vô thì có phải là những cái vốn mà sân trước sân sau nó thành lợi là những con ông bầu ngược lại tạo cái kinh tế nước Việt không? Họ có tài họ mới ăn hối lộ, chứ người không có tài dám ăn hối lộ. Tụi nó có đúng không? Trời ơi, con của trời xuống phải biết tính, tính cho lâu dài cho hậu thế, chứ không có tính qua tính lại. Còn người sống không có quyền xử người sống, để cho họ giờ chót họ có thể quay đầu, rồi đồng thời á để cho cha với Diêm Vương xử. Nhưng mà dầu sao trong đời của họ đã tính đến tột cùng đó rồi, lấy ân báo oán không có ai mà không biết quay đầu. Sư phụ dùng cái đó, ví dụ như Tô Lâm có ác kiểu nào, sư phụ giỏi lắm, bắt vô chùa Ba Vàng ngồi gõ mõ 3 tháng ổng cũng ngộ ra. Tại con người vì lòng tham mới quên đi cái bản lai của mình. Không có nhà tù chứ giờ nhiều quá, 4 chùa ra ăn viên giờ còn bắt ở tù, tù nào nhốt hết, thấy vô lý không? Rất là vô lý. Nhưng mà cái quan trọng nữa là sư phụ là... để cho trả lời thích tại sao nó nghèo khổ là về không có biết thượng đế là ai, không biết quay đầu, muốn cho bớt khổ bớt đói hiện giờ là đeo dấu thiên tâm vô, thì từ từ á, xung quanh sẽ xây chuyển. Càng nhiều người mà biết đạo á, thì cái nước Việt càng được cứu sớm. Cái con người của mình á, mấy ông nội bệnh á, ban chính trị với ban tiên giáo hay là ban tiên truyền gì không biết, cứ nghĩ là mình giỏi, thật sự không có giỏi. Mình chỉ giỏi hơn những cái người không có biết, không có mưu mô hơn mình thôi. Chứ mình không có giỏi bằng những người tâm đại Bồ Tát, những trời với Phật đâu. Nhưng mà mấy ổng chỉ là mấy con cóc mà để giếng trong mắt sư phụ á. Nếu mà mấy ổng giỏi, sư phụ chứng minh cho sư phụ coi, mấy ổng qua Mỹ ngoại giao có được gì không? Hiện bây giờ biết bao nhiêu mấy ông chính trị lớn của nước Việt đi qua Mỹ tìm người này quen với quốc hội, quen với những mega của Mỹ để nói gần. Sao mấy ổng giỏi đi thẳng được đi? Tại vì người ta đã biết mấy ổng chỉ là một những người này mua quan mua chức, không có trình độ học vấn. Bây giờ con có trình độ học vấn, con nói chuyện với một người hiểu biết thì con mới hợp nói chuyện. Còn con nói chuyện với thằng dốt, nói 2-3 câu, một hạt nó nhổ phun phun 2 bên rồi con có thích nói không? Vô nói chuyện gì mạch chip, mà không có biết gì mạch là gì, không biết chip là gì chứ, chẳng qua là mua cái chức đó vậy đó. Rồi làm sao mà đem được intel vậy? Mấy tụi nó đâu phải ăn hối lộ đâu, tao đâu cần phải nghe mày, mày không có hiểu gì hết. Làm sao tao tin tưởng mày giữ cái IP cho tao, đúng không? Bởi vì cứ qua mời qua 40 năm về cho thuộc, 100 năm mời cũng không được. Rồi tại sao nước Việt 3 năm? Rồi tự vì nước Việt á, 6 triệu người này, người ta nhân tài nằm ẩn đầy hết. Mỗi một thằng nó sáng chế ra biết nhiều thứ. Chỉ có một cái là làm sao để cho nó đi về và tự do phát minh ra những cái gì mình suy nghĩ muốn được cái đó đó. Chỉ có một mình sư phụ đội cái nón này mà đi vô cảng phải trường tăng thiên nhất mà được quan hô thì 6 triệu người nó mới về được. Còn nếu mà ở bển mà không hiểu cái này là cái gì trong thời gian đầu á, thuộc với nó thời gian đầu nha, tại trên nói mà cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng đức thầy nó là để mới lấy lòng được. Và đồng thời á, tất cả binh chủng của phong trào ô á, người ta mới có số quân á, thì Mỹ với NATO rồi á, thì Âu Châu á mới thừa nhận thì tiền đổ vô cái rầm. Còn bây giờ mà con dùng cái lá cờ khác á, trụ nó lâu lắm. Rồi sau đó cái ok rồi tiền vô rồi, tụi mày rồi xong á, tao cần mày lúc đầu lúc sau này nè, mình hợp lại hội viên hồng lại những người lớn tuổi già
vàng ngồi trước, trẻ ngồi sau, 80 tuổi ngồi hàng trước, 70 tuổi ngồi hàng kế, 60 tuổi ngồi hàng kế, 50 tuổi ngồi hàng kế, 40 rồi, ngồi đóng như sao. Ok, rồi chúng ta ngồi họp, bây giờ chọn cái lá cờ nào. Bây giờ mình chọn lá cờ nào quyết định vậy phải không? Ok, muốn chọn cờ đỏ sao vàng thì chọn trở lại, đúng không? Đâu ai cấm. Nhưng mà mình, sư phụ chỉ giải thích cả ngàn lần á, họ không có hiểu. Mình chỉ cần lúc đầu, hiểu chưa? Trời ơi, trời Phật mà tính mà đâu ở người tính. Chứ còn đó mà mình chấp, rồi mình ngăn ngại, sao rồi? Sư phụ có định là tương lai gần đây mở học viện ở đây không sư phụ? Làm lạc trong đời, sư phụ đang nói. Rồi họ muốn hết đói. Họ hôm nay là họ phải làm cơn gió thoảng. Tại vì theo luật mà của vũ trụ á, là trời lòng dân là lòng trời. Cha lập ra đảng thiên biệt, lập ra đạo thiên tâm là cũng vì dân. Chứ trên trời đâu mắc mớ gì chuyện của thủ dưới này là của nhân loại mà. Thủ xuống đây chỉ là nói lên những cái sự thật, rồi nhiều dắt nước Việt thành mà đừng có bị diệt chủng hùng cường thôi. Thì lòng dân là lòng trời. Bây giờ lòng dân nó oán hận quá trời luôn, không ai mà không oán hận. Hồi bữa hổm sư phụ tính làm cái logo, chữ T là màu vàng, chữ V là màu đỏ. Rồi xong cái đệ tử Hằng Nga sư phụ kêu nó, giờ con bỏ là cái lá cờ đỏ sao vàng vô chữ V nhỏ nhỏ đi, giống gì nè, lúc đầu mình vậy ha, cái này. Rồi cái sư phụ có 4-5 cái logo đây, bữa hổm á cái sư phụ mới trình lên cho Hồng Thiên Sông Núi, tại sư phụ hợp với gì cái gì nói á, cái này á là cái tâm con từ bi, con muốn hòa hợp với dân tộc lúc đầu để cho phần nửa đảng viên vô thiên Việt, phần nửa là ở hải ngoại ô. Nhưng mà con nên nhớ cái màu đỏ đó, cái đảng viên kỳ cựu mà đã về hưu lâu năm, người ta thù cái lá màu đỏ còn hơn là người hải ngoại gặp trăm lần. Tụi thu nghe thu rụng rời tại chân. Mình đâu có biết là đã từng là đảng viên mang cái lá cờ này chết sống với cái lá cờ đỏ sao vàng mà lại thù lá cờ đỏ sao vàng. Ở trên nói sư phụ mới biết, sư phụ đâu có biết. Tại sư phụ thấy mấy đứa nhỏ mà nó đá banh, nó mặc áo cờ đỏ sao vàng, mình tưởng đâu là nó thích thì mình làm cái này để cho nó thích. Ai về đâu trên nói không được à, tuổi trẻ nó ham vui thôi chứ nó không có hiểu chuyện. Nhưng mà sau này mọi chuyện rõ ràng á, cho nên ở trên nó mới vậy, mới chọn cái này là cái chống đồng, là hòa đồng một thống nhất một dân tộc. Ở dưới mình có để là in God we trust, tức là mình tin tưởng thượng đế. Cái tiền nào có tin tưởng thượng đế là tiền đó sẽ giàu, giống như tiền Mỹ tiền đô á. Còn tiền Bắc Hồ ở đâu có chữ in God we trust đâu, cho nên nghèo là đúng. Sư phụ đang giải thích chữ nghèo, đúng không? Rồi cái nước Việt sau này sẽ thống lãnh thế giới, tại vì sau này thế giới có đại hồng thủy, nước Việt sẽ mạnh lên. Con có cái tên quay đi. Ở bên này à, thiếu nhiều phóng viên chiến trường quá. Nhưng mà sư phụ giàu cho có 9 người thương, một khùng nó ghét, sư phụ cũng phải cẩn thận thôi, lúc nào cũng phải vậy. Giống như một tiền kiếp sư phụ thì họ biết sư phụ là người hiền. Rồi cái vua thời đó ganh tị á, sợ sư phụ lấy được lòng người á, thì cũng hại sư phụ thời đó khác. Còn thời nay á là cũng tương tự giống vậy, đúng không? Gần giống vậy, khác hơn chút. Là gì? Thời vàng kim á của nhân loại là 3000 năm sau. Mà nếu mà xúc phạm với con bữa cha, chẳng lẽ nước Việt sẽ diệt chủng luôn hả? Họ có suy nghĩ không? Có nghĩa là hồi xưa đã làm lỗi rồi, đã mắc một cái lỗi lầm lớn, đóng đinh chúa rồi. Không, hôm nay sư phụ trở lại
để mà giúp nhân loại, thì họ đã hiểu. Thì từ đó ở trên mới ban cái ân là 3.000 năm. Nhưng mà thật sự tất cả chuyện đúng, chuyện sai, chuyện thưởng lên, chuyện thưởng xuống, chuyện bất trọng chết, bất trọng sống, cũng đều là ở trên tính hết. Con người mình không có thể nào hơn được. Thì từ đó sư phụ sẽ là vua nước Việt thiệt. Ai tin thì hôm nay thì có phước. Bữa hôm mấy vị kêu á, trước sau con cũng nói, thời đến giờ chót rồi, còn có vài tháng nữa con không nói, rồi làm sao họ biết? Không phải là ngã mạng, chứ những năm đầu đâu dám nói, cứ nói cho họ biết rõ luôn. Tôi là Minh Dương, tôi là Vua Kiệt, gì hết, cứ nói cho họ biết. Nói thẳng luôn vậy á. Vậy mà, cũng số người cũng tin, số người không tin. Không tin thì trời xem phải không? Nhưng mà đừng có làm mất cái duyên này này, là đừng có khẩu nghiệp. Rồi cái những người mà khôn á, người ta ngồi người ta nghiên cứu lại. Cái thằng này nó nói gì? Mà lỡ như nó trúng thiệt rồi sao ta? Lỡ như tôi xúc phạm nó, chửi nó rồi tôi bị gì ta? Mà lỡ như tôi tin nó thì tôi được một đống, tôi được. Phải không? Nếu mà người có trách ẩn với quốc gia thì nó đừng nóng à, cho nên nào có lợi suy nghĩ đi. Và đồng thời tôi phải nghe lời Chúa dạy, có tin có lành. Có ai mà sùng một cái đạo, có ai thấy được Phật Đức Cha đâu, bất cứ tôn giáo, bất cứ một cái gì hết, ta phải có lòng tin thì người ta mới làm được. Thì còn cái này mình nói rõ ra luôn vậy đó. Rồi đi bên đây chút trở lại nói chuyện tiếp.